Hà Nội, Ninh Bình mở tour mới. Từ 16 đến 19 trên 6, 26 doanh nghiệp Nhật Bản đã tham phim Trường Công, School Island, Hang Múa ở Ninh Bình, Làng Lụa Vạn Phúc, Làng Cổ Đường Lâm, Chùa Tây Phương, Làng Nghề Làm Chuồn Chuồn Thạch Xá và Xem Múa Rối, Dâu Diễn Tinh Hoa Bắc Bộ ở Hà Nội. Đây là hoạt động xúc tiến du lịch tại chỗ thường niên của Hà Nội nhằm giới thiệu đến các đơn vị lữ hành Nhật Bản những điểm nhấn của du lịch thủ đô. Ông Suzuki Keisuke, Tổng Giám đốc Mitsi Tourist Chubu. Một trong các doanh nghiệp Nhật Bản cho biết, trong 3 ngày, đoàn chúng tôi ấn tượng nhất với chùa Tây Phương và buổi diễn tái hiện văn hóa Bắc Bộ, khách du lịch Nhật Bản sẽ yêu thích điều này. Tuy nhiên, các công ty Nhật Bản mong muốn nhận được nhiều thông tin hơn nữa từ phía Hà Nội để xây dựng các tour trong tương lai. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, ông Trần Đức Hải cho biết Nhật Bản nằm trong top 3 thị trường quốc tế có lượng khách đến Hà Nội lớn nhất, đạt 137.000 lượt vào năm 2018, tăng 13% so với năm 2017 ông Đỗ Khôi Nguyên, đại diện Việt Nam Airlines cho biết, hiện hãng có 77 chuyến bay một tuần kết nối Việt Nam đến 4 thành phố lớn của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Fukuoka và Nagoya, có thể đáp ứng tốt nhu cầu du lịch đến Việt Nam của khách Nhật Bản. Sau chuyến khảo sát, các doanh nghiệp Nhật Bản đã có thời gian gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm theo hình thức B2B, doanh nghiệp với doanh nghiệp, với các đơn vị lữ hành lớn của Việt Nam như Viettravel, VGSC, Viettran Tour. Hà Nội hiện được nhiều báo nước ngoài bình chọn là điểm đến tốt nhất năm 2019. Đầu tháng 6, CNN của Mỹ đã xếp hạng Hà Nội đứng thứ 17 trên 19 điểm đến của châu Á. Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội là trung tâm của lịch sử, văn hóa và có nguồn năng lượng dồi dào. Đối với du khách lần đầu đến đây, phố cổ là nơi tốt nhất để bắt đầu hành trình khám phá, báo Mỹ viết. Kiều Dương